Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Cường Kê Thân. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu về sản phẩm áo phông của nhà mình. Và đây là những cái con sản phẩm áo phông siêu phẩm mới về của đầu mùa nhé. Và nếu giả sử như bạn nào muốn đặt áo phông của Snake Hà Đông thì mọi người có thể inbox cho mình ở phía dưới, mình sẽ để số Zalo của mình ở đấy. Ngay bây giờ hãy cùng khám phá xem áo phông chính hãng High Hand đầu mùa sẽ có những sản phẩm gì nhé. Ok, và chúng ta sẽ bắt đầu với những sản phẩm đầu tiên. Thì đầu tiên là một con Guidon chính hãng. Đây là tem của con Guidon chính hãng này. Và đây là một con size L với màu hình lông chuột. Và như mọi người có thể thấy này, là tất cả những cái áo của nhà mình ấy, thì mình nói thật với cả tất cả anh em luôn là tất cả những cái áo này đã đều được giặt rũ rồi, được làm rất cẩn thận nhá. Được làm rất cẩn thận và nó đều còn rất mới, cộng với cả cái việc là nó sẽ không bao giờ bị bẩn ở bất kỳ một chỗ nào. Con này là phù hợp với các bạn nào mà cao từ 1m70 trở lên, mặc sẽ rất là đẹp. Form của Guidon Mỹ nó rất là rộng, mọi người có thể nhìn thấy nhá, là trên này này, là sau khi mà mình giặt xong thì nó sẽ có những nếp nhăn này, thì mọi người giặt ra này, đấy thì nó sẽ thẳng lại ngay và nó sẽ về form lại ngay, bởi vì đây là sản phẩm chính hãng. Đầu tiên là một con Guidon màu lông chuột như thế này, đây là form của nó này. Ok, mình sẽ lên dần dần từng con một nhá, cho anh em có thể có một góc nhìn về sản phẩm áo của nhà mình. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một sản phẩm áo của Nike. Con này thì size bé hơn, con này là size M. Đây là một con Nike màu xanh dương và đây là một con Nike form Á. Con nào ấy mà nó thuộc về form Á thì nó sẽ là thuộc về form tay ngắn và nó khá là body. Còn nếu mà nó là thuộc về form Mỹ thì nó sẽ là tay to và áo sẽ mặc theo kiểu rộng thoải mái nhé. Ok, đây là một con Nike T. Đó, một con này thì cao từ 1m65 đến 1m72 mặc là sẽ rất là đẹp. Màu xanh tím than như thế này. Có rất là nhiều người phản hồi ở trên YouTube của mình ấy, đó là tại sao mà mình không mặc thử vào cái áo để cho mọi người có thể nhìn thấy cái form của nó. Tuy nhiên là mình nói thật với anh em luôn là nếu mà để cởi ra xong bắt đầu là đóng lại ở trên cái người của mình ấy thì đồng nghĩa với cái việc đấy là nó chỉ mặc hợp với cả cái người của mình thôi. Chứ còn nhiều người thì chỉ cần dơ này là các bạn sẽ biết cái form áo nó như thế nào. Ok, con Nike này là màu con Nike này có chữ Sea Dog ở trên này này. Đó. Tiếp theo nhá, chúng ta sẽ đến dần dần với những cái sản phẩm áo ở đây. Tiếp tục là chúng ta sẽ có một sản phẩm đến từ một thương hiệu mà chắc chắn là rất nhiều bạn trẻ biết. Đó là một con màu lông chuột size L. Đây là một chiếc áo của Champion. Và chiếc áo của Champion này ấy, thì nó là chất liệu 100% cotton. Thế nên là mặc nó sẽ thấm hút mồ rất là tốt. Chúng ta sẽ có một biểu tượng chữ ở trên này và nó chưa bị crack đâu nhá. Đây là tem của nó. Con này khá là mỏng và nó sẽ rất là phù hợp với tất cả những bạn nào mà mặc đi tập luyện ở bên ngoài. Mình sẽ ném nó sang bên này để tí nữa mình còn dọn lại nữa. Tiếp tục này, đây là một con áo thuộc thương hiệu GT Hikin. Đây là một thương hiệu rất là lạ đúng không anh em? Nhưng mà chất áo của con này thì cực kỳ đẹp. Ok, đây là một con áo lại là màu lông chuột. Các bạn biết tại sao là mình lại chọn áo màu lông chuột nhiều đến như thế không? Tại vì màu lông chuột ấy là một trong số những cái màu rất dễ phối. Con vừa xong ấy thì nó sẽ phù hợp với bạn nào cao từ 1m65 đến 1m70. Tiếp tục, chúng ta sẽ có một cái áo dành cho những bạn nào thật sự rất cao nhé. Thật sự rất cao, cao 1m75 đến 1m82. Mặc sẽ rất là đẹp. Đây là một con áo của MLB, cũng là màu lông chuột luôn, MLB. Và con này, đây mọi người nhìn tem của nó này, con này rất mới luôn, rất mới. Nếu mà để nhìn áo phông nhá thì mình sẽ hướng dẫn mọi người nhìn cái áo phông về cái check chính hãng ấy, thì nó sẽ có rất nhiều cách để check. Tuy nhiên là để check nó về độ mới ấy, thì các bạn cứ nhìn vào cái phần tay áo này này, đây, nhìn vào những cái chi tiết ở nhỏ nhỏ ở phía xung quanh như này, là tất cả những cái con nào còn mới ấy, là chỗ này nó sẽ không bị sờn. Đặc biệt là những cái đường chỉ ở phía bên dưới, chỗ này là cái chỗ mà khi mà các bạn ngồi vào nhiều hoặc là cọ vào đâu nhiều ấy là nó sẽ bị hỏng. Tuy nhiên là tất cả những cái áo này mình đã lựa chọn rất là kỹ nhé. Con này form cực kỳ to luôn, 1m75 đến 1m82, mặc sẽ rất là đẹp. Tiếp tục này, một thương hiệu mà rất rất nhiều người biết. Mình muốn làm cái clip này nó
nhanh một chút là bởi vì là có rất là nhiều áo. Và nói thật là anh em, nếu mà anh em tour đi ấy, thì anh em sẽ khó mà có thể chọn được một con áo nào một cách ưng ý nếu mà anh em muốn xem. Nhưng mà nếu mà xem hết thì cái clip nó phải ngắn thôi. Đây là một con Adidas này, mọi người có thể nhìn thấy này, size US của nó là size, con này là size L, đúng rồi, đây này. Ở đây nó có cái chữ Made in Cambodia này. Con này thì 1m, tầm 1m65 đến 1m7 mặc sẽ lên form rất là đẹp. Chúng ta sẽ có thêm một cái tag ở đây, một cái tag nhỏ nhỏ ở đây. Và trên này là biểu tượng của hình Adidas. Và đây là hình ảnh của một người đang làm gì đây? Một người lính hay sao? Một người lính, đúng rồi. Cái áo này sẽ phù hợp trong cái thời kỳ mà Ukraine đang chiến tranh với cả Nga thời điểm hiện tại. Chúng ta sẽ có một con áo màu lông chuột mặc theo kiểu form body nhá. Đây là một con form á. Form Âu thì mình bảo form Âu, còn form á thì mình bảo form á nhá. Tiếp tục, chúng ta sẽ đến với một con Nike T. Nike T, và đây là một con Nike có hình chữ V ở đằng trước ngực như thế này. Đây mọi người nhìn này, tất cả những chi tiết nho nhỏ của Nike ở đây mình sẽ show ra hết. Đây là một con tem in ở phía bên trong, và đây là tem in trực tiếp trên áo nhé. Thường thường ấy là Nike T họ sẽ làm như thế này, họ sẽ làm như thế này, và ở dưới thì không có bất kỳ một cái tag nào đâu. Con này thì phù hợp với các bạn theo kiểu form size từ 1m65 đến 1m72. Đa phần là mình sẽ gọi là mình sẽ mua những con áo mà mình thấy rằng là cái sự thông dụng của nó ấy, dành cho form size người Việt là thông dụng nhất. Tiếp tục, chúng ta sẽ đến với một con khá là to. Chúng ta sẽ đến với một con áo mà form của nó cũng sẽ giống như cả cái con form MLB vừa nãy. Đây là một con form size từ 1m78 đến 1m84. Con này còn to hơn con kia một nửa size nữa. Chúng ta sẽ đây, đây là tem của nó này, MLB, size này là size 2XL nhé. Con này tem của nó là Made in Honduras này. Nó là một con màu đỏ, một con màu đỏ cực kỳ mới. Mình phải nói thẳng với anh em luôn là những con áo mà mới thực sự như thế này ấy, nó rất hiếm ở ngoài thị trường. Anh em nhìn tay nhé, anh em nhìn tay này, đó. Và nói thật với anh em ấy, ví dụ như kiểu năm ngoái là mình có buôn khoảng 15 cái áo MLB ấy, nhưng mà đầu mùa cái là mọi người mua hết luôn. Xong khi đấy ấy, vào đến giữa mùa ấy, tôi đố ông nào đi kiếm được. Và khi mà không kiếm được ấy thì đồng nghĩa với cái việc đấy là các bạn cứ hỏi đi hỏi lại cái áo cũ thôi. Nhưng mà mình bán mất rồi. Đó, đây là một con form Mỹ nhá, một con form Mỹ. Đây, cực kỳ rộng. Này mọi người nhìn cái tem của nó ấy. Tem dưới nó chất lượng nhỉ. Đây, con này sẽ phù hợp với bạn nào mà gọi là cao tầm 1m65 trở lên này, tầm 1m65 trở lên. Đây là một con màu xanh dương của thương hiệu Spring Star. Đây cũng là một thương hiệu mình nghĩ là nó khá là mới. Tuy nhiên là cái chất lượng áo của con này thì lại cực kỳ đẹp. Cái chất lượng áo của con này cực kỳ đẹp, thế nên là mình cũng sẽ lấy về. Đó, tay này không sờn nhá. Mà các bạn mua ở trong shop như thế nào ấy, thì ở những cái áo đầu mùa như thế này, mình luôn luôn lựa chọn hai tiêu chí. Tiêu chí đầu tiên là nó phải cực kỳ đẹp. Tiêu chí thứ hai là nó phải cực kỳ mới thì mới lấy, còn không thì thôi. Đây, tiếp theo là một con áo form size giống con MLB vừa nãy. Form size giống MLB vừa nãy, 1m8 mà con này chắc sẽ rất là đẹp. Tem trong của nó này, mọi người xem này. Đó, 1m8. Con này đặc điểm để mà mình lấy con này về ấy, thì nói thật với cả anh em luôn là thứ nhất ấy, là cái hình của nó này, cái hình của nó này mọi người có thể nhìn kỹ nhá. Cái hình của nó là thêu lên chứ không phải là in lên nhá. Đấy là điều đầu tiên. Điều thứ hai là chất lượng của nó ấy, là 100% là cốt tông. Và cái điều thứ ba mà mình quyết định lấy con này ấy, là bởi vì cái màu này này. Cái màu này là một trong số những màu mà bạn nào biết phối đồ bằng cái màu này ấy, thì lên đồ cực kỳ chất luôn. Con này là size XXL nhá. XXL, anh em có thể nhìn thấy này, XXL chứ không phải là size VLXX đâu. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến với một vài sản phẩm basic nhé. Một vài sản phẩm basic. Ở đây mình có một con áo vàng, một con áo màu vàng. Và đây là một sản phẩm basic, chả có bất kỳ một cái màu gì. À, chả có bất kỳ một cái thương hiệu gì cả. Đây là một con bị mất tem. Và nói thật với cả anh em luôn là tất cả những cái con áo này này, nó đều là hàng chính hãng. Tại sao mình biết nó là hàng chính hãng?
Bởi vì với kinh nghiệm nhặt hàng mấy nghìn con áo trong vòng một mùa của mình, đến thời điểm hiện tại thì tất cả những cái sản phẩm như thế này mình đều được sờ qua tay hết rồi, và mình đều biết được rằng là sản phẩm đó là sản phẩm như thế nào, chứ mình không nói bừa. Nếu mà phát hiện ra sản phẩm của Sneaker Hà Đông ấy mà không phải chính hãng thì mình tặng luôn áo nhá, mình tặng luôn áo. Anh em thông cảm nhé, clip của mình tiếng gọi là tiếng móc quần áo nó hơi loảng xoảng. Chúng ta sẽ đến với một con Adidas form bé. Con này thì phù hợp với một bạn cao từ 1m, con này mà 1m6 ấy thì mặc sẽ hơi rộng. 1m65 đến 1m7 trở lên thì mặc sẽ theo kiểu body ấy, là tức là cái phần tay của chúng ta này này, là khi mà chúng ta mặc lên thì nó sẽ phồng cái tay này lên, chứ nó không giống như những con form Mỹ là tay nó đến tận đây. Những cái con form Á là tay nó chỉ tầm này thôi, mà nó sẽ khoe được cái phần cơ của vai cũng như là cơ của hai bàn tay. À nhầm, hai bắp tay. Nếu mà bạn nào có bắp thì nên mua con này. Đây là một con màu đỏ. Đây như mọi người có thể nhìn thấy này, ở trên này là nó ghi size là size L. Size L nhưng mà là L Á chứ không phải L Âu. Nếu mà L Âu thì nó phải to bằng đúng con MLB vừa nãy. L Á nhé, Adidas. Anh em thích con nào ấy, thích bất kỳ con nào thì anh em có thể inbox trực tiếp hoặc là chụp ảnh màn hình lại thì mình sẽ gửi video, clip cộng với cả cái việc đấy là nói thật với anh em luôn là mình sẽ mặc áo này lên và sau đấy là mình chụp ảnh cho anh em xem. Mình cao 1m73 và mình nặng 68kg thì anh em cứ tự ướm thôi. Tiếp tục là chúng ta sẽ đến với một cái màu nữa cực kỳ đẹp của hãng. Hãng này thì chắc anh em biết rồi, Post Company. Cái hãng này mình ở trong những cái clip của mình đã nói rất nhiều về cái hãng này rồi. Chúng ta sẽ có một cái logo được in M ở trên này. Đây. Con này size giống size MLB nhá, 1m78 đến 1m85 mặc đẹp. Màu nâu trầm. Theo cái kiểu màu này thì đây anh em nhìn form này. Và tất cả những cái con này ấy, thì nói thật với anh em luôn là đa phần đều là chất lượng hoàn hảo khi mà nó được hoàn thiện từ 100% cốt tông. Cái cốt tông này nó không giống như bất kỳ một cái loại cốt tông nào ở Việt Nam, khi mà nó không bị sùi, không bị nhăn và cũng không bị rão cổ, rão tay. Cốt tông xịn ấy, nói thật với anh em luôn là cốt tông xịn của những hãng ví dụ như là Champion của Nike ấy, cốt tông xịn không bao giờ mất form luôn. Vừa nói đến Adidas thì lại có thêm một con Adidas. Và đây là một con Adidas màu tím. Một con Adidas cực kỳ đẹp. Form size từ 1m, con này chắc từ 1m68 trở lên đến 1m82, mặc là đẹp. Chúng ta sẽ có một cái tem như thế này ở đây. Size của con này là đây này anh em này, Made in Honduras này, 100% cốt tông. Con này là size 2X. Form này là form của Á, không phải là form của Mỹ, khi mà cái tay này khá là ngắn. Anh em thích con nào thì anh em có thể inbox trực tiếp Zalo nhé. Mình sẽ gửi cả ảnh mình chụp với con áo đấy, mình mặc con áo đấy lên, cộng với cả cái việc là mình sẽ gửi ảnh riêng cộng với cả video kèm chi tiết dành cho từng con áo một. Tất cả những sản phẩm áo ở đây nó sẽ có giá dao động từ 150.000 đến 280.000. Đấy là nói thẳng với anh em luôn. Ví dụ như những con MLB mới cứng như thế kia ấy, bình thường các bạn mua ở shop nhá, ở store ra nó phải 950 đến 1.050.000. Mà với một con mới cũng tương đương như thế, chỉ có mỗi một cái không được như thế, đó là nó không có new 100%, new 99%. Giá nó sẽ rẻ hơn, nó chỉ bằng 1/4, 1/5. Đây là một con form gió này. Con này size của nó là size XL nhá. Một con form kiểu gió. Cái chất liệu này, đặc biệt là cái chất liệu này nó sẽ phù hợp với các bạn dancer, bởi vì nó là chất liệu thoáng gió, mọi người có thể nhìn thấy không? Đây, là nó sẽ có những cái lỗ thông khí nho nhỏ ở đây này. Ở phía đằng sau nó có cái dòng chữ là Dear to the Rim Cheese Exchamber. Mình đọc tiếng Anh hơi ngu. Ở đằng trước này, 1981 này. Đó. Con này thì form size vẫn là như vậy thôi, 1m68 đến 1m72 mặc đẹp. Nếu mà các bạn muốn mặc rộng thì các bạn cứ inbox cho mình thì mình sẽ tư vấn cho. Chứ còn có nhiều người ấy, thì khi mà mình bán những con áo như thế này này, thì có nhiều người họ lại thích mặc body, có nhiều người thì họ lại thích mặc form suông, có nhiều người thì thích mặc kiểu form Mỹ. Thì tùy từng form thì mình sẽ có những sự tư vấn khác nhau. Chứ còn bây giờ bảo là áo
này size gì ấy, xong bắt đầu là gửi cho mình size đấy ấy, thì cái câu chuyện nó sẽ khác. Còn cái câu chuyện là khi mà tư vấn ấy, là mình sẽ biết là khách hàng của mình họ muốn mặc như thế nào để mình còn tư vấn một cách cụ thể nhất. Tiếp theo chúng ta sẽ có một con Asics, thương hiệu này chắc mọi người biết rồi. Con này là con khá bé, 1m65 đến 1m68 mặc nhé. Đây, chúng ta sẽ có một biểu tượng Asics ở đây. Chất liệu của nó cũng là chất liệu gió thoáng khí giống như con vừa xong. Và chúng ta sẽ có một cái logo ở phía đằng sau được làm rất cute và rất là hoàn thiện, với những hình con cá nhỏ nhỏ ở đây. Đó, tất cả đều còn rất mới nhá, tất cả đều còn rất mới. Và nói thật với anh em luôn là, đây, ví dụ như những con như thế này đi, nói thật với anh em luôn là hàng nhà mình luôn luôn trên 95%. Đây, đây là tem của nó này. Đây là form áo. Đây, form Mỹ này. Form Mỹ, tay rộng, tay. Khi mà các bạn mặc lên như thế này ấy, đặc biệt là với những bạn gầy mà cơ thể của các bạn nó không được chuẩn chỉ, kiểu sáu múi rồi bắp tay to rồi xô vai to ấy, thì cái câu chuyện là mặc những con áo này vào nó sẽ che được tất cả những cái khuyết điểm kiểu như thế. Con này thì phối màu của nó là đen, xám và trắng, có thêm một chút màu xanh ở trên như thế này. 1m65 đến 1m70 nhá, mặc con này là cực kỳ đẹp. Hôm trước có một ông inbox cho mình thì ông ấy bảo là tại sao mày không đứng dậy mặc áo vào để quay clip thì cho anh ấy nhìn cho dễ. Có những người mua của mình đến 15 con áo rồi, chưa khỏi một con. Và mình sẽ cố gắng để một thời gian nữa mình sẽ thay đổi vlog của mình để có thể kiểu tự nhiên nhất dành cho mọi người, để mọi người có thể nhìn thấy một cách rõ nhất. Nhưng mà tạm thời thời gian này thì không, mình chưa làm được điều đấy. Tiếp tục là một con Asics, một con Asics form gió. Chúng ta sẽ có một biểu tượng ở đằng trước như thế này rất đẹp, phía đằng sau này. Cái hình này mà đặc biệt là tất cả những bạn trẻ ấy. À đây là phía đằng trước chứ, đây là phía đằng trước. Còn kia là đằng sau, đây là đằng sau của sofa, à của phần vai này. Rồi đấy, đẹp chưa? Đấy, thì đây, cho mọi người xem toàn bộ con áo. Đó, con này size khá là bé. Các bạn biết lý do tại sao mà từ nãy đến giờ mình bảo là mình sẽ phải lướt qua nhanh không? Bởi vì nó có quá nhiều ấy. Chúng ta sẽ có một chiếc áo đến từ thương hiệu Tommy. Một con áo phông đến từ thương hiệu Tommy. Trời ơi, nó đẹp đến như thế này cơ mà. 1m65 đến 1m70. Con này free size hơn nhá, free size hơn. Khá là ngon nghẻ. Chúng ta sẽ có một cái tem ở bên dưới như này. Tem này toàn chữ Hàn Quốc thôi. Tiếp tục, có khá nhiều đấy. Đây là một con mất tác này. Đây là một con mất tác. Mình cũng không hiểu là thương hiệu này là thương hiệu gì, nhưng mà đây là một con mất tác nhé. Một con mất tác form á, size vẫn xấp xỉ như vậy thôi, 65 đến 72. À con này 75 mặc cũng được đấy, 75 mặc thì sẽ thành form body. Và mọi người nhìn cái màu của nó này. Đây con này mất tem rồi, mất tem. Những cái con như này nó sẽ rẻ hơn nhé. Nó sẽ rẻ hơn, nhưng mà chỉ rẻ hơn một chút thôi, chứ nó không rẻ hơn quá nhiều đâu. Con này là size L này, mọi người nhìn thấy không? Đó, phía đằng sau này, hình đằng sau cực kỳ đẹp luôn. Hình đằng sau là hình một chú chó. Tiếp tục là một con Guardian Basic cơ bản. Một con Guardian size, con này là size 65 đến 72. Size con này hơi to. Đây, một con Guardian màu trắng và có một dòng chữ Nhật Bản ở phía đằng sau như thế này. Đó, đẹp chưa? Khi mà các bạn mặc cái, tất cả những cái sản phẩm này lên người ấy, các bạn mới biết là nó đẹp đến như thế nào. Chứ còn nếu mà để kiểu để bình thường như thế này treo lên thì mọi người chỉ nhìn thấy như thế thôi. Chứ còn thực sự ra là những cái con áo này nhá, mà để mà mất thời gian, mất công chụp ảnh mẫu ấy, thì giá của nó sẽ dao động từ khoảng 200 đến 300 nghìn. Là chuyện bình thường, bởi vì mình phải mất cả công để đi thuê mẫu nữa. Nhưng mà mình muốn làm clip nhanh như này để cho anh em có thể xem được luôn. Chúng ta sẽ có một con Guardian tiếp này. Form á, 1m65 đến 1m72. Đa phần là những con áo của nhà mình sẽ chọn size như thế nhé. Bởi vì là nó là size chung của rất nhiều nam giới ở Việt Nam. Đặc biệt là những khách hàng của mình, họ cũng đều có form size kiểu như vậy. Và chính vì như thế, thế nên là áo nhà mình nó đa phần đều là những cái áo kiểu như vậy. Tiếp tục này, chúng ta sẽ có thêm một con áo màu lông chuột nữa. Con áo này dành cho các bạn nào mà tập boxing, bởi vì nó có chữ boxing ở đằng sau. Đấy, boxing.
thương hiệu của nó đây. Mình sẽ show hết cho tất cả anh em xem nhé. Đây thương hiệu của nó đây. Đó. Cực kỳ là đẹp luôn. Tiếp tục, chúng ta sẽ có một con áo với thương hiệu Pasta and Picker. Đây. Sâu hết. Form Mỹ. Form Mỹ nha. Size con này sẽ là size XL. Nó có một chữ G này, một chữ G được gọi là được đính lên, được đính kiểu gọi là nó được in hẳn lên ấy. Và thêm một số những cái logo ở xung quanh nó được dầm nổi lên. Mà con này ấy thì thực ra là nó sẽ tôn lên cái vẻ luxury của các bạn. Mình thấy thế và mình cảm giác như thế. Chúng ta sẽ tiếp tục. Logo đẹp chưa? Đây, cho anh em xem luôn. Form Mỹ nó sẽ như thế này này. Đấy. Con này 1m7 đến 1m78 nhá. 1m7 đến 1m78 mặc sẽ rất là đẹp. Thương hiệu Majestic. 100% cotton. Còn mới 99%. Uầy, đẹp chưa? Úi xồi ôi. Đây à, anh em nhìn này. Nhìn tem này. Rồi ôi. Con này là màu kiểu màu quân đội ấy, màu của quân đội. Màu này thì đây mình nói thật với anh em luôn là mình có mấy con. Đây ví dụ như con này đi. Đây thì màu cái con áo này này là con áo mà mình đã mặc con này mình đã mặc trong vòng khoảng 2 năm. Mà anh em nhìn này, nó vẫn còn mới cứng như thế này luôn. Mình sẽ lộn mặt này ra cho anh em xem. Đây, 2 năm và vẫn giữ nguyên form. Thì con này chắc chắn nó cũng sẽ như vậy. Thậm chí con này còn mới hơn luôn. Này anh em nhìn cổ này. Đó, đẹp chưa? Ui, con này có khi mình sẽ giữ con này lại để mặc ấy. Con này form size là size của mình nhá, 1m68, 1m73. Này, chất liệu này. Nó không giống những con áo hàng fake là một. Mà nó cũng không giống với tất cả những con áo kiểu hàng local brand đều đâu. Mọi người giật thoải mái, xé thoải mái, rách, mình đền cho cái khác. Tiếp tục, chúng ta sẽ có áo N2. Đấy. Một cái áo mà thương hiệu của nó mình cũng không biết là thương hiệu gì. Tuy nhiên là nó đẹp, đẹp dã man. Con này 1m65, 1m68. Và nói thật với anh em luôn là con này cũng là 100% cotton và cũng còn rất mới. Đấy, cổ này. Tay này. Tay còn chưa sờn một tí nào luôn. Cái lô áo đợt đầu này không thể rẻ được. Đặc biệt là kể cả là anh em đi săn nhé. Anh em đi săn mình nói thật với anh em luôn. Anh em có đi săn như thế nào đi chăng nữa cũng không bao giờ có giá rẻ bằng nhà mình bán với những con áo chất lượng như thế này. Tất cả những con áo này nó đều có từ 3 nguồn. Một là mình đi săn. Hai là khách hàng của mình ký gửi có cả hóa đơn luôn. Ký gửi những con áo như này thì mới có được những sản phẩm xịn sò như thế này. Và cái điều thứ ba ấy, đó là mình đi sưu tập. Mình đi sưu tập ở rất nhiều nguồn khác nhau. Đây, chúng ta sẽ có một cái áo màu xám tro, xám lông chuột ấy, của hãng Porsche Company. Và đây là một cái hãng nổi tiếng rồi. Chính vì thế nên là sẽ không nói nhiều về cái áo này nữa. Con này là form size 1m65 đến 1m72. Vẫn vậy thôi. Con này có một cái lỗi rất là nhỏ, đấy là nó sẽ có một cái vệt nhỏ nhỏ ở đây. Thì con này sẽ rẻ, cực kỳ rẻ. Mình sẽ bán con này với giá 99.000 nhé. Và không thì mình sẽ để đấy để mình mặc đi tập thôi. Chứ nó không đáng bao nhiêu tiền. Tiếp tục này, một con áo đến từ thương hiệu mà chắc chắn là rất nhiều người biết. Quần áo Nike, hai tác. Đây. Một con áo form size từ 1m63 đến 1m68. Con này khá là bé. Con này cũng có một cái lỗi nhỏ nhỏ, đấy là cái lỗi khi mà các bạn ấy đóng kiện này. Là cái lỗi nó bị ố của cái hình nai này này, nhưng mà nó chỉ bị ố một tí thôi. Và con áo này cũng sẽ được bán với giá 99.000 dành cho bạn nào nhanh tay nhé. Đây là chất liệu để các bạn có thể đi tập luyện được này, các bạn nhìn nhé. Các bạn nhìn này, phần lưới của nó này, thoáng khí cực kỳ luôn. Và đây là chất liệu của những vận động viên thể thao. Mình nói luôn là con nào lỗi ấy, thì mình sâu luôn lên luôn ở trên này. Còn nếu mà con nào không lỗi nhá, thì mình sẽ nói là nó không lỗi. Mình sẽ sâu từ đầu đến cuối cho anh em xem. Tiếp tục là một con Guardian. Ôi anh em nhìn cái màu này này.
Ui dồi ôi, đẹp chưa, mà nó còn mới chưa. Đấy, một con Guardian như thế này nó có xứng đáng kiểu đắt tiền không? Đây này, chính hãng nhìn khác nhỉ. Đây, tem đuôi này 1m68 với 1m75. Con này form Mỹ. Con này là form Mỹ và mọi người nhìn nhá, cái cổ này này, cái cổ của nó dày như thế này nó sẽ không bao giờ ráo được đâu, không bao giờ ráo được. Chia sẻ với anh em như vậy. Đây, tiếp tục là một con Guardian màu y hệt luôn. Guardian mới thì tem của nó sẽ như thế này nhá. Anh em nhìn này, nó không phải là tem cũ đâu. Đấy, anh em nhìn đến cả cái tem này. Nó còn mới cứng như thế này. Con này cũng là một con mới cứng luôn. Khách hàng của mình ký gửi hai con này. Và mình nói luôn là khách hàng của mình ấy, anh em thích mua con này ấy, khách hàng của mình ký gửi con này là 150. 150 một con nhá, 150 một con như thế này. Và mình làm clip, mình bán, mình sẽ bán con này với giá 2 lít. Size L 68 đến 72. Anh em thích nhìn hóa đơn, anh em thích nhìn cái cuộc trò chuyện của mình có thể inbox Zalo cho mình. Đó. Đây là những cái sản phẩm áo phông đầu tiên chính hãng cập bến nhà Snake Hà Đông. Và nếu anh em thích mua thì có thể inbox Zalo 0969625552. Và có thể check legit của mình ở trên tất cả các hội nhóm về high hand. Thời điểm hiện tại anh em có thể check thoải mái luôn. Mình sẽ bao check tất cả mọi miền của Tổ quốc. Và nếu anh em thấy hay thì nhớ subscribe channel của Cường Nguyên Thân để liên tục cập nhật những sản phẩm mới. Nếu đặt sản phẩm nào thì hãy comment cân nặng, chiều cao, mình sẽ tư vấn một cách nhiệt tình ở trên Zalo của bản thân mình. Cảm ơn anh em rất là nhiều đã đến với Cường Nguyên Thân và hẹn gặp lại anh em ở trong những sản phẩm lần sau. Bye bye.